mầm non của nhà nước đó, thì khi đó là nó đã có cái ba rem mà gọi là cái kỹ năng của một đứa bé rồi, thì bắt đầu là sau 3 tháng đó là mình đưa qua trường của nhà nước. Tại vì hiện tại là thằng Trọng nó không có vô được trường nhà nước, cái thứ nhất là không có hộ khẩu, không giấy tờ, không gì hết. Giờ bắt buộc phải chịu. Hộ khẩu bên đây có, hộ khẩu bên đây có mà. Em có hộ khẩu Sài Gòn không? Không, không có. Không có là không có nói chuyện được. Không có nói chuyện được, tức là hiện giờ em phải làm cái KT3 ở tại cái quận 7 này. Mày... thì em mới nộp qua bên cái nhà nước, là nghĩa là bên phường của quận 7. Thì khi đó tới tháng 9 này tụ trường nè. Có số định danh mà ở đây không à? Cái số định danh nó không có nghĩa lý gì hết á. Nó không có liên quan. Chị đang nói là em là cái gốc ở dưới quê, nhưng mà nó không có liên quan. Bây giờ em phải làm tất tần tật mọi cái thủ tục để em đưa con em vô trường nhà nước. Em hiểu ý chị không? Và ban đêm đồng thời em phải đóng tiền cho cái con lớn á. Nó học tiếng Anh cho chị. Cái hệ thống tiếng Anh nó gần đây thôi, nhưng mà em phải cho nó đi học ngay từ nhỏ. Không có để nó mất căn bản được. Nói chuyện ra là phải vừa tiếng Việt mẹ đẻ mình phải biết kiến thức, ban ngày đi học kiến thức, ban đêm phải cố gắng cho con đi học tiếng Anh. Nhưng mà chị cho em hỏi á, là cái gì chị nói nãy giờ em thấy nó cũng đều cũng đúng như những gì mà người ta muốn giúp, hay là Trọng nó muốn á, thì ai cũng muốn con mình học đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em thấy cái việc mà chị cho đăng ký vào cái trường mà em thấy nó cái số tiền nó quá lớn như vậy, nó gọi là lớn, rất lớn luôn đối với em luôn á, chứ không phải đối với Trọng. Đúng thì rồi. Cái nguồn kinh phí ở đâu ra chị, em hỏi thiệt. Nói chung là kinh phí là chị nè, và kể cả nói chung là sau lưng chị vẫn có những người đại gia, người ta đang ủng hộ cái công việc của chị làm. Coi như chị trích cái phần đó ra chị làm từ thiện, đó là cái ý của chị thôi nha. Đó thì cái đó thì tự chị lo, nhưng mà chị muốn ở đây, như hồi tối chị cũng có nói chuyện với cô Xuân luôn. Và cô Xuân chiều nay thì cô Xuân qua đó, thì cô Xuân sẽ nói rành rẽ lại một cái vấn đề nữa, nghĩa là bây giờ là Trọng phải quyết định với lại vợ nó phải làm cái công việc theo mình định hướng đó, thì mọi thứ cái học này nè là sẽ có người lo. Tức là không có lông bông nữa, tức là chị sẽ đào tạo bây giờ á, mọi cái gì bên chị thương mại, cái ngành chính nhất của chị hiện giờ chị làm đó là bất động sản. Ha. Với lại là chị làm về những cái là chuỗi homestay với bất động sản đó, tóm lại là như vậy. Sau đó chị mới đào tạo cho mấy đứa, là cho thằng Trọng đi, là nó ra thành một cái người gọi là sale marketing thị trường. Về tất cả những mặt hàng này là dễ nhất. Và chị đưa nó đi bán một cái chuỗi cà phê mà chị đã mở đó, bởi chị nói đó, thì nó là dễ nhất để cho nó học. Còn thì á, thì đào tạo nó là massage bấm nguyệt, tại đây sẽ có cô giáo qua dạy nó, và kể cả nó ngồi nó live stream nó bán mỹ phẩm rồi, ok chưa? Tức là chị muốn hai đứa nó yên tâm là con nó có một cái môi trường tốt, và cứ mỗi ngày là phải làm việc. Nếu mà chịu như vậy thì làm. Còn mà thí dụ bây giờ thích cho một khoản tiền và đi về trọ ở, và muốn làm cái gì đó thì làm, thì đó là cái phương án thứ hai mà chị có thể giúp chị vậy thôi. Tức là chị nếu mà cho một khoản tiền và đi ra ngoài trọ ở, nghĩa là chị không có liên quan nữa, là chị cũng sẽ không có đóng tiền hay là không có tạo một cái công ăn việc làm và điều kiện. Hai tụi em hiểu ý của chị không? Dạ, hiểu. Tại sao hôm qua chị muốn dẫn cho tụi Thương đi ngay cái dự án mà chị đang xây dựng, và là tháng 6 này nó đã thành lập những cái nhà như vậy rồi, là đã có nhà mẫu rồi ha. Nhưng mà chị muốn một lần nữa, thí dụ như có mặt cô Xuân với có mặt cái chị Di bên Thảo Dược luôn, là trưa nay một lần nữa mình khẳng định, thì chị cũng nói là bây giờ chị sẽ giúp Trọng bằng mọi cái khả năng, nghĩa là từ đây cho tới một năm chị sẽ bao hết cái phí ăn ở của hai vợ chồng Trọng, là thứ nhất. Thứ hai, nếu mà Trọng từ đây mà Trọng nghe lời và theo cái đường lối mà chị mong muốn để hai vợ chồng sẽ thành một cái người chủ của tương lai, chị ví dụ nha, thì khi đó đó chị sẽ dẫn ra cái dự án mà nhà của chị sẽ hình thành đó, chị sẽ trao cho hai vợ chồng một cái căn nhà một trệt một lầu để ở nha.
là sau một năm cộng tác với chị mà chị thấy có thay đổi là đi qua bên đó ở, là cũng như là đã có nhà cửa đàng hoàng rồi. Thứ nhất. Thứ hai, nếu ở vài năm mà ấy thì chị mới cho đứng tên, còn không thì quyền đứng tên sở hữu vẫn là đang là của chị, nhưng mà có nhà để ở thôi. Là với cái sự đào tạo của chị một năm, em đã thành một cái người sale marketing giỏi. Ví dụ tất cả các sản phẩm. Rồi vợ em có một cái nghề, ví dụ làm nail bấm nguyệt đi, về nhà có cái mặt bằng, có thể em đi quay, em ngồi em live stream cho vợ cũng được. Đó là cái chị mong muốn nhất. Và cả một cái quá trình một năm này nè, thì con của tụi cưng nó đã ngoan lại hết rồi. Tại vì nó đi học là nó đã ngoan rồi. Thì khi đó là hai vợ chồng buông ra là thứ nhất tự làm chủ, thứ hai đưa rước con cái đi học, nó đã có cái ba đem mà. Rồi em có hộ khẩu có này kia rồi là xong. Đó là chị muốn vậy đó. Tức là phải khẳng định, và kể cả chị sẽ nhờ luật sư làm một cái hợp đồng với em. Là với những gì chị nói là phải ký vô cái hợp đồng cho chị. Chứ không có cái vụ mà tháng này cái thấy con bà này bà đưa ra marketing coi bộ não quá, đúng không? Bà dạy gì tùm lum mình không hiểu, não quá rồi thôi cho chị tiền đi đi về đi. Chợ. Tắt đi nọ anh chồng. Đó. Alo. Alo. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ là em thấy như thế này á, là càng ngày càng áp lực cho anh Trọng dữ lắm. Tại vì anh Trọng thấy không, người ta bỏ, nếu mà đúng thật người ta bỏ số tiền khủng khiếp như vậy nè để nuôi, để cho hai đứa con đi học, đó không? Gần đâu, hai đứa, cái này là chỉ hai đứa thôi, còn một con bé lớn là học lớp 2 là cái phí riêng nữa đó nha. Cái phí trường học nói chung không phải là áp lực, mà quan trọng á là vợ anh với vợ anh phải cố gắng làm, phải nghe lời, phải cố gắng làm. Còn cái chuyện áp lực đó là làm việc cho người ta là phải chịu thôi, đâu cũng vậy chứ. Như kể cả chị nè, bản thân chị mở mắt ra mỗi ngày chị vẫn áp lực chứ. Tại con chị vẫn đi học mà, chị thấy hai đứa lần đó, con gái chị vẫn đi học và con thằng con trai chị 2 tuổi rưỡi vẫn học cùng trường với tụi em nè, con tụi em đó. Là chị, em thấy cái học phí không? Nhưng mà chị phải làm sao, bản thân mình phải đặt cái áp lực ngày đó, giờ đó, tháng đó tôi phải quyết tâm tôi kiếm tiền, kiếm tiền bằng cái đôi chân của mình. Chứ không phải là chị không muốn hai đứa là có ngày mình làm cái cảnh là khổ rồi mình xin tiền. Em thấy không, anh nợ lần rồi, bây giờ là người ta sẽ không có giúp em tiền nữa đâu. Mà người ta giúp bằng cái cách gì? Có thể chị hợp tác với tất cả các thương mại, là chị dành về cái hợp tác, chị sẽ truyền đạt lại hết về cái sale marketing. Chị muốn em thành một cái người sale marketing giỏi, sau này chị còn đưa những dự án đất đai này nọ hoặc nhà xây dựng lên cho em đi giới thiệu. Em tự làm một cái clip em giới thiệu, em ăn hoa hồng nó cũng rất là ok, là tại vì con em đã học rồi. Thì hai vợ chồng không còn lý do gì mà không chịu làm và không chịu thay đổi chứ. Kể cả đem hai vợ chồng đi trồng lại hai hàm răng cho đẹp nữa. Em qua chị nói với anh Thị đó, rồi thậm chí đi phẫu thuật cái này nè, tức là làm cho đẹp lên rồi mình mới có cái tương lai, cái định hướng mình làm cái gì mới được. Mà mình cứ tự tin đi, đã chị nói em cứ tự tin đó. Rồi vậy là anh Đặng biết cái tình hình trước mắt nó sẽ như thế nào rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ anh Trọng, cái tương lai anh Trọng bây giờ anh Trọng đang phải chú tâm vào cái gì, anh Trọng biết không? Cố gắng làm để... Nhưng mà cho em hỏi nha, bây giờ anh Trọng chọn, có chị đưa ra hai phương án cho anh Trọng Trọng chọn, thì anh Trọng sẽ chọn phương án nào theo anh quyết định và anh suy nghĩ? Thì thấy phương án thì nó không có lý. Thứ nhất là hiện tại chị sẽ cho tụi mấy đứa nhỏ đi học, và vợ chồng anh sẽ cố gắng làm, phải chịu làm. Cái này là phải, không phải là nói không nha, nói cho qua nha. Tại vì làm này là phải quyết tâm nhiệt liệt, là làm hết mình đó. Phương án thứ hai là chị sẽ giúp cho anh một số vốn và anh đi về khu trọ anh ở, rồi chị sẽ không liên quan gì đến cuộc sống của anh nữa. Thì anh suy nghĩ đi. Tại vì sau lưng chị cũng không phải là một thiên tài hay một cái gì mà tự một mình chị làm đâu. Thật sự có những người đại gia trên Sài Gòn này, họ là làm và họ đã và đang giúp cho chị một cái khoản tiền để chị đứng vững như ngày hôm nay. Nhưng mà họ cũng nói là tùy chị muốn làm từ thiện như thế nào là tùy chị đó. Nhưng mà tại vì chị cảm thấy là
chị lấy cái kinh nghiệm của bản thân chị từng thất bại và mọi người không có tin chị, cho nên chị muốn trao cái đó đó cho em. Tức là bây giờ hiện tại mọi người đang không có tin em, em hiểu không? Em phải làm sao mà em trở thành cái người mà có thể giống như chị nè, đó, cho người ta tin. Mình đừng có nói nữa, mình đừng có hướng nữa, mà mình làm đi. Mình làm là tự người ta tin. Có khi người ta gặp lại mình, người ta nói là trời ơi sao thằng đó nó thay đổi không ngờ, đúng không? Người ta chỉ nói vậy thôi, nhưng mà người ta rất là coi trọng mình. Còn mà chị nói luôn, tức là những cái gì mà người ta gọi tào lao, người ta hỏi địa chỉ em này, hoặc là người ta nói vô nói ra cái công việc, nếu những người đó định hướng được cho em thì ngay từ lần thứ hai em thất bại đó, thì họ định hướng cho em đi là họ mới ngon. Chính đúng xác. Không? Chứ đừng có bây giờ mà thấy em bắt đầu, em mới bắt đầu cái công việc mà có thể thoát ra được cái sự mà lẫn quẩn của cái cuộc đời á, thì lại nói vô nói ra, nói bàn tạng người, nói này cái kia cái nọ, họ đâu có hiểu được hết cái định hướng của chị làm cho hai vợ chồng đâu. Họ chỉ nhìn một cái giống như họ thấy chị đưa em qua bên xưởng may, cái họ nói dễ gì mà cưng bán được những cái sản phẩm đó, nhưng mà họ không có hiểu cái tư duy của chị nó khác. Đâu phải là nhìn mà chị nói chị đi bán chai dầu gội là chị đi bán chai dầu gội đâu, nó khác, cái người ta không có hiểu. Cho nên là mình cắt hết, ví dụ như ai thương ủng hộ sản phẩm thì giao tới nơi lấy tiền vậy thôi, có shipper giao tới nơi lấy tiền. Còn ngoài ra chị muốn em không cho địa chỉ là cái gì, là em để cho sự bình yên của hai vợ chồng ở. Cái nơi ở mình là mình không có cho nhiều người mà lạ, nó nguy hiểm lắm. Nguy hiểm ở đây là những khi mấy đứa nhỏ đi học nè, rồi cái công việc của em này kia, rồi nó ra nó vô em nhắm em đau đầu không? Hay là em để thời gian đó em còn học tập thêm nữa đó, chị muốn vậy đó. Thì anh chọn sao hai phương án đó? Phương án là ý như thế đó chị, mình làm thầy anh cũng biết chắc là trọng sẽ chọn phương án đó rồi. Không, còn nếu mà cho một cái khoản tiền là em tự đi mướn trọ ở này, là người ta sẵn sàng cho em một khoản tiền, một khoản tiền luôn. Rồi đó anh về tự làm gì anh làm, muốn làm gì làm, hay vợ chồng muốn kinh doanh, hay muốn đưa con đi học, hay là mình muốn làm sao đó, mình muốn ăn hết cũng được. Hết ra cầu ngủ tiếp cũng được. Không, chị nói đi thiệt, đó là thật mà, được không? Vậy là anh có suy nghĩ thêm không, hay là anh quyết định liền, anh có về anh bàn bạc với vợ rồi anh suy nghĩ là mình nên nhưng chọn phương án. Nhưng mà cô phải làm hợp đồng nha. Đúng cô rồi. Nói ở đây là mai chiều nay có cô Xuân luôn, là tôi sẽ nhờ một luật sư làm hợp đồng với những gì tôi nói, là tôi phải làm hợp đồng nha. Thiệt. Chứ người ta bỏ số tiền người ta đầu tư cho anh mà anh làm giữa chừng anh bẻ kèo người ta đâu được, phải có hợp đồng rõ ràng. Ở đây hợp đồng là không phải hợp đồng với nghệ sĩ nổi tiếng hay là cái gì, mà hợp đồng để em có cái trách nhiệm. Thí dụ như bây giờ từ đây tới năm sau, tháng 6 là em có cái nhà, chị nói ví dụ đi, nhưng mà cái nhà đó là hai vợ chồng được vô ở thôi, chứ cũng chưa có đứng tên nha. Đó, rồi bắt đầu em làm ăn, trong cái quá trình em ở đó em làm ăn như thế nào đó, thì chị cảm thấy mà nó an tâm một thời gian nữa thì em mới có, chứ còn không phải là người ta cho mình cái gì mà mình toàn quyền như hồi xưa nữa là mất hết à, chị nói thiệt. Đó, giống như là giữ giùm, nhưng mà chị muốn hai vợ chồng thay đổi, để khi đó hai vợ chồng đã chị nói rồi thì chị ra một cái phương án là chị muốn em sống như một cái gia đình bình thường như bao nhiêu đứa người khác. Và em cho con em được hưởng với những gì đứa trẻ người ta hưởng, con em phải có. Em thấy không? Em thấy ví dụ bây giờ có bao giờ mà con em được đi vô khu vui chơi như con người ta không? Mặc dầu nó không có bao nhiêu tiền hết chứ, mà tại vì em không biết rồi em lần quần cái em không cho con em đi chơi được. Đó, em thấy tội nó không? Mình thấy ráng lên, mình vì con mình đi, chị đã nói rồi, sau này nó thành đạt, nó nhìn lại những cái clip này, hoặc là nó nhìn lại cái cuộc đời mà nó được như có, biết đâu tương lai nhỏ gái em làm bác sĩ, kỹ sư, hay nó đi nước ngoài, hay là nó có tương lai thì sao, em phải đầu tư cho con mình đi. Ngay từ bây giờ có thể mình nhịn ăn một bữa nay, nhưng mà con mình nó cần tiền, nó đi ăn nhà hàng mình vẫn cho. Chị nói thì chị sống vậy đó. Chị nhịn ăn được, nhưng mà con chị là chị cho ăn sang mặc đẹp, kệ. Mình đầu tư cho con là nó không có mất cái gì chứ.
Nhưng mà đầu tư kiến thức đi, chị nói em đầu này, tư kiến thức cái này đồng sống đầu tư cho nó thế sau này nè. Chị nói em á, em lớn tuổi em ngồi đó con mình nó thành đạt đúng không, em khỏe không, như giờ em thương ba mẹ em không, thương chứ, nhưng mà mình không có trách cái gì hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi em thương mà em giờ em muốn mua cho ba mẹ cái gì đó mà em không có tiền, nó lấy đâu em mua, đúng chưa? Thì sau này con em nó cũng đi chang vậy đó, nó thương ba mẹ lắm mà nó không có tiền, lỡ nó lấy chồng hay là cái gì đó, nghề nghiệp cũng lông bông không có tiền rồi giờ nó thương em nó làm cái gì vậy? Rồi nó không lẽ giờ nó chắc ừ tại hồi đó ba không cho con đi học thì ba khổ ba vậy như này kia rồi con mới như vậy đúng không? Đó không ai mà khổ hoài đâu, chị nói em vậy đó. Ký tên vô cái bản hợp đồng vậy thôi, mà ký tên bản hợp đồng anh làm sai anh ráng chịu nó vậy thôi, chứ bút sai thì gà chết đó vậy đó. Thành ra là chúc anh may mắn, cũng mong là anh cố gắng chứ không phải tự nhiên trời rơi xuống đâu nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.